Cuối cùng mình cũng đã lội được 4 km giữa mùa đông vào cái ngày Noel này để đi về nhà. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ lại hết cho các cả nhà về những cái khung cảnh, những cái hoạt động ở bên ngoài, ở một thành phố như thế nào. Tại vì mùa đông này chắc cũng không ai đi ra đường để chia sẻ đâu. Mình nhân cái dịp mà đi bộ về như vậy nè, thì mình chia sẻ thì sẵn cho nó đốt cháy cái thời gian khi đi về cho nó nhanh hơn, để cả nhà thấy nhiều hơn những cái hoạt động, rồi hiểu hơn về những cái vấn đề về mùa đông ở bên Phần Lan nó có thú vị giống như chúng ta nghĩ hay không. Thì cả nhà cùng đón xem cái phần video này nhé. Còn bây giờ mình đi vô nhà cái mệt quá rồi. Welcome to Life in Every Country Channel. Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày 25 tháng 12. Thì cả nhà thấy ở trong trung tâm của thành phố mình ở này, cả nhà thấy không có một người nào hết. Mình cũng đi vào trong cái trung tâm thương mại cũng không thấy một ai ở trong đó hết, chỉ mỗi siêu thị và nhà thuốc là bán thôi, và một số người vào đó đi mua thực phẩm, quán cà phê hay là cửa hàng kinh doanh gì đó, người ta đều đóng cửa hết, không có hoạt động. Và bây giờ mình cũng đang bị lạc ở giữa trung tâm thành phố bởi vì không có xe buýt đi về. Bây giờ phải lội bộ về 4 cây số, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ trong cái mùa đông như thế này. Ở đây là cái nhà thờ nữa nè, cả nhà nhìn thấy. Còn phía sau của mình á, đó là những cái ngôi nhà, những cái cửa hàng. Thì cả nhà thấy là ở trong nhà thì người ta vẫn mở đèn, mọi người ở trong nhà thôi. Nhưng mà ở ngoài đường á thì rất là vắng, không có ai đi ra đường hết. Người ta chỉ chạy ô tô ra ngoài để đi mua thực phẩm hay là mua đồ ăn thôi. Thì ngày hôm qua là ngày 24 tháng 12 á, thì xe buýt vẫn chạy. Nhưng mà ngày hôm nay á, là xe không còn chạy, do mình thuê xe mình đi chơi Noel á, mình về tối hôm qua. Thì sáng ngày tối qua thì cũng không có xe buýt để về. Sáng hôm nay thì mình cũng có coi lịch thì thấy cũng không có xe buýt, nên là cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nên là đi trả xe thì sau đó đi bộ về thôi. Rồi 4 cây số thì đi có 1 tiếng đồng hồ thì cũng không đến nổi. Tại vì lâu lâu cũng hay đi tiệm này nọ, đi chỗ này nọ cả tiếng đồng hồ thì nó cũng bình thường. Cho nên là như sáng, bữa sáng thì đi quay trải nghiệm thưởng thức cái mùa đông thôi, tiết nó rơi hơi nhiều một xíu. Sau lưng của mình đây là một cái nghĩa trang, cả nhà thấy tiết nó cũng phủ trắng phếu luôn. Vào cái ngày Noel ở đây á thì nghĩa trang á thì người ta sẽ đi vào đây để người ta thắp ngọn nến á, chứ người ta không có đốt hương giống như bên mình, để nhớ những cái người quá cố hay là những người đã mất rồi á. Thì cái nghĩa trang bên đây nó không có ma mị như bên mình đâu, nhìn nó rất là nhẹ nhàng, mọi thứ nó không có cảm giác là phải đáng sợ hay gì đó. Và người ta thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực này, rồi người ta cũng có xúc tuyết ở khu vực này luôn. Giống như hiện tại cả nhà thấy là người ta đang xúc tuyết cái đường đi nè, đó đây. Rồi có những cái nén đèn cầy, cả nhà thấy không đó. Thì ở dưới mua những cái bia mộ này nè thì vẫn còn đốt cháy đó, người ta có cái nắp để mà cho tuyết nó đừng có rơi vào hả. Thì cái này trang này là người ta đặt ngay trung tâm thành phố luôn, một cái sự tôn trọng, một cái sự mà tưởng nhớ những người đã khuất rất là hay ở Phần Lan. Nó có nhất rất là nhiều cái mà nó khác biệt ở bên Việt Nam của mình vào những cái ngày lễ. Ví dụ như là ở bên mình á, vào ngày lễ này á là mọi người hầu như đi ra ngoài đường và tham gia vào các hoạt động trung tâm thể thao, ăn uống, vui chơi với nhau. Ở Phần Lan thì cái xứ này nó lạnh, nó lại ngược lại, cái ngày này mọi người lại muốn ở trong nhà để quây quần ăn uống nói chuyện với nhau thôi, không có cái xu hướng là để đi ra ngoài. Và mọi người sẽ đi nhà thờ. Đây cả nhà thấy ở phía trước sau lưng mình đó là nhà thờ. Thì ở bên đây là đạo Công giáo là chính. Phía trước mặt mình đó là một cái ngôi chợ mùa đông. Thì hôm trước mình cũng có quay một cái ngôi chợ Giáng sinh mùa đông cho cả nhà xem đó. Thì ở thành phố nó cũng sẽ tương tự với nhau. Hôm trước thì mình quay ở thành phố Borovo, một thành phố dân cư, và mình thấy mọi thứ nó cũng tương tự như thành phố La Parenta mình ở. Thì cái khu chợ mùa đông mình thấy thì họ sắp xếp cái kiosk nó khác nhau thôi, nhưng mà cơ bản thì cái cách mà họ vận hành và buôn bán thì mình thấy nó cũng tương tự với nhau. Chỉ có cái là cách bố trí hay là một số cái đồ bán trong đó thì có thể là mỗi cái vùng nó sẽ có cái khác biệt đi một xíu. Ở đây nè, cả nhà nhìn thấy là nó sẽ có những cái kiosk. Kiosk này là kiosk bán cà phê, thì mùa đông nên là người ta phải có ở bên trong để ngồi uống được, chứ ở bên ngoài thì rất là lạnh. Hồi trước đây mình có quay một cái video về làm keo la, mình có ghé vào đây để mà mình
uống vào ăn sáng. Nói chung thì giá cả ở đây nó cũng khá là đắt, tại vì nó tính hầu như tính đều về phí dịch vụ á. Đây, rồi cả nhà nhìn thấy khu chợ mùa đông ở cái thành phố của mình, La Plata, cũng có một cái cổng đi vào, cũng có những cái gian hàng kiosk bên trong, cũng có một cái cây thông Noel rất là lớn. Bây giờ mình sẽ đi vào cho cả nhà xem ha. Rồi, cái cửa hàng trưng bày đây. Rồi, mình đứng đây để cả nhà dễ nhìn thấy nha. Rồi, nó cũng tương tự như vậy. Tuyết rơi rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi lại cái cây này để mà mình để cả nhà xem ra. Ở bên mình á thì hay phủ những cái tuyết giả lên á để cho tạo ra màu trắng. Còn ở đây cả nhà nhìn thấy là hàng real đàng hoàng, hàng thật luôn. À, khá là đẹp. Đó. Đây, một cái cây thông Noel rất là lớn và cây thông thật luôn. À, thì mình đi xa ra để cho cả nhà nhìn thấy ha, cái cây thông Noel. Đây, nó lớn như thế này. À, và đây là cái khu chợ mùa đông. À, vào ngày 25 tháng 12, chỉ có một mình đứng ở ngay đây thôi. À, mùa đông á thì họ các cây ở Phần Lan nó đều bị rụng lá hết. Nhưng mà đặc thù, nó có một cái cây là nó không có rụng lá, nó vẫn còn lá xanh. À, để nó tạo ra một cái màu điểm nhấn cho mùa đông. Đó chính là cây thông. À, nên là cả nhà thấy là cây thông nó có màu xanh và nó được phủ tuyết trắng lên đó. Còn những cái cây còn lại là đa phần là cây bạch dương, là một cái cây mà rất là phổ biến ở tại Phần Lan. Người ta cũng hay dùng cái cây bạch dương đó, đó để mà người ta đi sauna, người ta đánh vào lưng của mình đó. Hay rất là nhiều luôn. Đây có một cái trái thông cả nhà nhìn thấy nè, nó phủ tuyết hết nhưng mà cái lá của nó rất là còn xanh tươi. À, không có bị héo gì hết, nó giống như là rất là trang hòa với tuyết vậy đó, nó không có ảnh hưởng. À, thì cả nhà có biết tại sao mà cái cây thông nó không có bị rụng lá vào mùa đông hay không thì mình có để lại comment nhé, để cho mọi người khác biết. Mình có nghe sơ qua rồi nhưng mà mình không nhớ chính xác lắm, không chắc chắn lắm nên là mình không chia sẻ lại cả nhà được. Nên là cả nhà ai mà có biết nguyên nhân lý do đó, mình có thể để lại ở dưới phần bình luận. À, xung quanh nhà ở đây, cả nhà nhìn thấy thì mọi người cũng đều ở trong nhà hết thôi. Rất là vắng luôn. Và mùa đông không có đi ra ngoài đường giống như bên mình. Cho nên là mọi người mà đi đến Phần Lan á, mà cứ nghĩ là đến vào mùa đông để mà có thể đi lễ hội không khí Noel Giáng sinh rồi á, Thì dễ bị hụt hẳng, hụt bị hố. Mà đến trước một tháng á, họ có tổ chức cái lễ Giáng sinh nhỏ, là lúc đó nhà Noel với mọi người đồ á, thì ra đường rất là nhiều. Và tổ chức lễ hội bóng pháo bông kìa, biểu diễn ca nhạc múa hát rồi á. Dạ có, còn không á thì mùa này mình phải lên Rovaniemi. Nhưng mà chi phí ở trên đó khá là đắt. Tiền phòng ở cũng mắc, ăn uống cũng mắc. À, cứ tính vài chục đến 100-200 euro một thứ thôi. À, mình qua mình chụp hình ông già Noel cũng vậy. Mình vào chụp hình, mình đứng gần, mình nói chuyện thì không sao cả. Nhưng mà mình chụp hình á là tính 60 euro. Hoặc là người ta chụp sẵn cho mình luôn và mình có thể in ra, rửa ra. Họ làm dịch vụ rất là mắc tiền. Mình cởi những cái con chó Alaska hay là những cái con Goro, con Trần Lộc á, thì cũng phải trả phí khá là nhiều tiền. Và chi phí di chuyển lên trên đó nữa, giống như các bạn đi làm thêm trên đó, cái tiền lương nó cũng cao hơn, nó khoảng đâu đó 17-18 euro một giờ. Trong khi làm ở khu vực dưới nó chỉ khoảng 11-13 euro thôi. Ở phía sau lưng mình đó có một cái kiosk, nó giống như là cửa hàng tạp hóa ở bên Việt Nam mình vậy đó. À không, nó giống như là những cái siêu thị mini á ở Việt Nam của mình. À, để mọi người đến đây mua đồ. Còn xa dưới kia đó là Richma, là một cái siêu thị khá là lớn ở Phần Lan này. Richma và Super City, Co Super City, có nghĩa là có hai chuỗi siêu thị của S và K ở bên Phần Lan, là hai siêu thị lớn. Thì mình đi thành phố nào hầu như là mình sẽ đều thấy hết hai cái thương hiệu này. Và trong thương hiệu này nó còn rất là nhiều thương hiệu con ở trong đó nữa, giống như ngân hàng S Banky thì cũng là của chung cái hệ thống với Richma. Ở đây á, là khu nhà này là nhà dân nè, rồi có nhà mà cho sinh viên thuê luôn, đây cũng gần với nhau, chung với nhau luôn. Phân bổ ra về dài ở trên đường mà từ trung tâm vào tới trường đại học. Mọi người ở khu vực này á, thì gần trung tâm thành phố có thể đi vào được, đi siêu thị gần, đi bước ra lộ rồi bắt bết đi lên trường đại học cũng tiện luôn. Nhưng mà cái chi phí nó sẽ cao hơn chỗ thuê khác khoảng đâu đó một phòng 40m², ví dụ thuê 400-500 euro thì ở đây nó sẽ cao hơn đâu đó khoảng 50-60 euro đến 100 euro. Ở phía trước mặt chúng ta đó là hai cái dãy nhà
cả nhà thấy nó gần giống giống nhau đúng không? Nhưng mà có một bên bên phải của mình á, nó sẽ là cái cũ, nó chưa có tu sửa mới nè. Còn bên này là mới, thì nó khác biệt là bạn thấy là có kiến á. Đây mình quay qua bên mới trước cho cả nhà xem nha. Đây, nó có kiến như thế này nè. Thì nên là chúng ta có thể ra đó để mà ngồi uống cà phê hay là ngắm mùa đông, mình có được thêm cái không gian và tuyết nó không có bay vào bên trong đó. Còn cái nhà cũ thì mình quay quanh đây cho cả nhà xem. Thì như thế này á, là nguyên một cái tủ đông ở ngoài trời luôn. Cả nhà có thịt dự trữ mùa đông á, mình thay bỏ ngoài ban công này nè. Tuyết nó phủ lên đâu đó khoảng gang tay á, thì chúng ta không có sử dụng được cái ban công này. Thì những cái dạng nhà này nó sẽ có thể là rẻ hơn, mình thuê nó sẽ rẻ hơn là cái kiến bên kia, tại vì người ta đã mới bảo dưỡng rồi. Còn bên đây thì nó chưa có bảo dưỡng, nó còn cũ. Đây là hai cái căn nhà mới và cũ đối diện với nhau. Những căn nhà như thế này á thì thường nó sẽ có trên 60 năm là rất là bình thường. Căn nhà của mình đang ở á, là mình thấy là họ xây là năm 1960 mấy á. Thì chủ yếu là cái móng thôi, chứ còn về cái nhà thì họ có định kỳ họ sửa chữa hết rồi, cho nên là cái nhà nó không có cũ được, họ thay mới mọi thứ hết rồi, chứ không phải như bên mình đó, đợi khi nào hư rồi thì mình mới thay. Còn bên đây là họ có cái phí bảo trì, mình ở với căn nhà này hàng tháng mình cũng phải đóng khoảng đâu đó 200 mấy euro về cái chi phí bảo dưỡng bảo trì, và cái định kỳ thì người ta sẽ tự làm thôi, chứ người ta không có cần phải xin phép mình. Người ta chỉ cần thông báo mình biết là thời gian đó có bảo sửa chữa bảo trì để mình biết và mình có cái sự chuẩn bị thêm. Đó là một cái là hay, nó không cần phải đến khi cần mới đi xin tiền cư dân hay là gì đó thì rất là bị động và rất là khó. Còn bên đây người ta có cái kế hoạch sẵn trước hết, cho nên là nhà cửa bên đây rất là xịn. Một xíu nữa mình sẽ đi xuống ở dưới kia khu vực nhà giàu view ra hồ để cho cả nhà xem nhé. Xin chào cả nhà, thì đây là cái khu vực mà nhà đắt tiền một xíu ở tại thành phố mình ở, bởi vì một mặt là nó tiếp giáp với hồ, còn một mặt là nó tiếp giáp với lộ. Đây, ở trên đây là lộ, còn ở dưới đây là hồ. Cả nhà thấy thì sáng ra mình mở cửa ra là mình sẽ thấy hồ, cảm giác nó rất là đã. Thì những cái ban công này nè, người ta sẽ xây nó lệch ra, cái căn ở phía sau nó sẽ trồi ra ngoài một xíu để có thể nhìn ra được hồ hết mà nó không bị vướng cái ban công phía trước. View ở ngoài ban công nhìn ra rất là đã, nguyên một cái hồ luôn. Vào tới mùa hè đó, nước trong xanh hết rồi, mọi người chèo thuyền kayak qua bên kia đảo chơi. Mình đi nguyên một cái đoạn đường tuyết trắng phéo, con mình đi bộ còn phía sau lưng bên hông mình á thì những cái hàng cây thông rất là nhiều, và mình đang còn một cái đoạn đường khá là dài ở phía trước nữa, đâu đó nó còn khoảng chắc hơn 500 mét nữa mới về tới nhà của mình. Cuối cùng mình cũng đã lội bộ được 4 km để về nhà trong cái ngày cuối của Noel này. Ở phía sau mình á, nó là một cái sân chơi về thể thao, thì các bạn vẫn ra đây chơi trượt băng, chơi hockey, hút con cầu rồi đó. Vào mùa đông này mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Ngày này thì mọi người ở trong nhà ăn uống, rồi các bé bạn trẻ nhỏ thì ra ngoài chơi thể thao. Những hoạt động nó diễn ra giống nhau bằng hàng ngày thôi, đó không có một cái gì gọi là đặc biệt ở bên Phần Lan này về cái ngày lễ và Tết cả, chẳng qua là mình có nhiều cái kỳ nghỉ hơn thôi cho những cái ngày lễ này. Anh cả nhà thấy phía trước của mình là mọi người đã ra cầm những cái cây chơi hockey đi ra đây để mà trượt băng, những đứa trẻ cũng ra đây chơi luôn. Đây là cái sân chơi thể thao của mọi người vận động vào mùa đông ở Phần Lan, cho nên là cái văn hóa và cái cách tập quán sống á, của hai quốc gia nó cũng sẽ khác nhau. Nhiều khi mình suy nghĩ ở Việt Nam á, nhưng mà qua đây nó lại khác đi, và có nhiều cái mình nghĩ nó ấy lắm, nó tưởng tượng nó thú vị lắm, nhưng mà thực tế là nó rất là bình thường. Như người ta sẽ làm cho cái cuộc sống ở bên đây nó bằng với nhau á, nó không có một cái gì gọi là quá nổi trội hay là quá đặc sắc hết, nhưng mà nó không có đẩy cái cảm xúc lên cao thì nó cũng sẽ không hạ cái cảm xúc xuống thấp, cho nên là mọi người cứ bình được với nhau. Đây mình cho cả nhà coi gần nè, các bạn đang ngồi chơi đây và mọi người cũng đang chơi ở chỗ này. Nhà mình ở thì may mắn là gần cái khu trượt băng, khu vui chơi này nè, rồi gần ngay cái trường học luôn, cho nên là nó rất là tiện để cho mình và các bé đi ra đây để mà chơi mỗi ngày, vận động mỗi ngày. Em sau lưng mình nè, nó là một cái nhà chơi cho các trẻ em và trường học. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.